video ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu tới quý anh chị nhà mình hai mẫu Phật Di Lặc bên em chế tác theo chất liệu là gỗ Ngọc An. Và như anh chị đã biết thì trên màn hình của anh chị đây ạ, hai mẫu Di Lặc với hai kích thước khác nhau nhưng mà cùng chế tác trên chất liệu là gỗ Ngọc An. Với như anh chị nhà mình đang tìm kiếm những cái tác phẩm Di Lặc gỗ Ngọc An thì có thể là vào xem và tham khảo video này của bên em anh chị nhé. Và trước khi giới thiệu những cái tác phẩm của bên em thì em xin giới thiệu qua cơ sở bên em. Cơ sở bên em là tượng Bồ Đề Phúc Tấn ở tại địa chỉ là làng nghề nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Và số điện thoại hotline của bên em đó là 0389889968 ạ. Anh chị nhà mình có cần tư vấn gì về những cái tác phẩm mà anh chị đang muốn tìm kiếm thì kết bạn Zalo với bên em. Bên em sẽ gửi hình ảnh chi tiết và video ngắn để cho anh chị nhà mình tham khảo những cái tác phẩm đấy ạ. Và trong video ngày hôm nay thì em có hai mẫu Phật Di Lặc, đó là Phật Di Lặc Mùi Gốc Tùng và Phật Di Lặc Ngũ Phúc ạ. Hai tác phẩm này thì bên em cùng chế tác trên chất liệu là gỗ Ngọc An. Và dòng gỗ Ngọc An thì như chị cũng đã biết thì có một cái mùi thơm rất là dễ chịu và rất là đặc trưng của gỗ. Nhưng mà gỗ Ngọc An thì có rất là nhiều tinh dầu nên là khi mà chúng ta để mộc thì gỗ rất là dễ bị lứt, nên là bên em đã BU bảo vệ gỗ cho anh chị nhà mình rồi. Anh chị nhà mình yên tâm về chung chơi thoải mái ạ. Và sau đây thì em sẽ giới thiệu chi tiết từng tác phẩm một. Và nếu mà anh chị nhà mình ai mà ưng ý và phù hợp với không gian nhà mình, những cái tác phẩm nào thì có thể là ủng hộ bên em anh chị nhé. Sau đây thì em sẽ đi máy lại gần để cho anh chị nhà mình có thể là thưởng lãm một cách chi tiết nhất về những cái tác phẩm này ạ. Trong video ngày hôm nay thì em sẽ xin được giới thiệu tới quý anh chị nhà mình hai mẫu Phật Di Lặc với những cái kích thước khác nhau. Và những cái tác phẩm này thì anh chị nhà mình có thể là sở hữu về trưng chơi trong không gian gia đình nhà mình, để trên những cái đôn, cái kẹp bàn hoặc là để trên đôn kệ tivi thì cực kỳ là tuyệt vời anh chị nhé. Đặc biệt là có thể làm những cái món quà tân gia hoặc là món quà khai trương cửa hàng thì càng ý nghĩa hơn ạ. Và tác phẩm mã số 1 của bên em thì là một tác phẩm Phật Di Lặc Ngũ Phúc ạ. Phật Di Lặc ngồi ngũ phúc với chiều cao là 45, chiều ngang là 65 và chiều sâu là 23 anh chị nhé. Được bên em chế tác hoàn toàn trên một phôi gỗ Ngọc An liền khối ạ. Và bên em có BU cho anh chị nhà mình để bảo vệ cái độ lứt nát của gỗ rồi anh chị nhé. Phật Di Lặc hay còn gọi là Phật cười đấy ạ, mang đến những cái niềm vui, niềm hạnh phúc cũng như là những cái điều may mắn đến cho gia chủ. Ngoài ra thì bên cạnh cụ Di Lặc của tác phẩm này thì bên em còn chế tác là 5 cô cậu tiểu đồng anh chị nhé. Mỗi người một vẻ mặt, một gương mặt khác nhau, rất là hoan hỉ và ngộ nghĩnh ạ. Với 5 cô cậu tiểu đồng thì đó là 5 cái ý nghĩa mang lại những cái điều tốt đẹp cho gia chủ nhà mình. Và 5 cô chú tiểu đồng thì tượng trưng cho là khang linh, phúc lộc thọ đây anh chị nhé. Và các anh chị nhà mình nhìn vào diện mặt của cụ Di Lặc giúp em ạ. Diện mặt rất là hoan hỉ và tươi vui này. Từng những cái đường nét như là lông mày hay là khuôn miệng ấy chị nhá. Đấy, toát lên cái những cái nụ cười rất là hoan hỉ này. Và như chị nhìn thấy dưới cụ cổ của cụ đây ạ, đeo một cái chuỗi tràng hạt. Từng những cái viên tràng hạt được các bác thợ bo bằng tay nhưng mà cũng rất là tròn và cân đối này. Bụng của cụ Di Lặc thì rất là to, thể hiện cho cái sự lo ấm đầy đủ đây anh chị nhá. Và những cái đường nét đục tỉa của bên em như là cái phần dạ vải áo của cụ này, hay là đến những cái phần dây lơ đấy, bên em tỉa cực kỳ là mềm mại. Và những cái đường nét rất là sắc nét anh chị nhá, rất là trau chuốt luôn. Trên tay của cụ Di Lặc thì có cầm một cái thỏi vàng, thỏi bạc đấy ạ. Và bên tay này thì có cầm một cái trái đào tiên, thể hiện cho cái sức khỏe cũng như là sự trường thọ đấy ạ. Với một cái trái đào rất là to tròn và căng mộng này. Và trên đây là những cái phần vân gỗ đấy anh chị nhá. Phôi gỗ của bên em thì cực kỳ là già đanh với rất là nhiều những cái tinh dầu toát ra, thì khi anh chị nhà mình trưng chơi những cái tác phẩm này trong gia đình thì toát ra cái mùi thơm rất là dễ chịu ạ. Phía dưới đây thì bên em còn chế tác là chặt tỉa những cái đồng tiền vàng tài lộc đây chị nhá. Những cái đồng tiền vàng tài lộc xem xét lên nhau, chặt tỉa rất là tròn và cân đối này. Đấy ạ. Hai gương mặt cô cậu tiểu đồng này, mỗi người một cái vẻ mặt. Những tiểu đồng thì có cả đủ lép đủ tẻ ấy chị nhá. Đấy, tượng trưng cho một gia đình rất là đông con nhiều cháu này, phúc lộc đề về anh chị nhá. Và ngoài ra thì với tác phẩm này thì bên em còn chế tác thêm cả một chú lân sư để chấn giữ tài lộc cũng như là chiêu hút tài lộc cho gia đình nhà mình rất là tốt ạ. Và em xin đọc lại kích thước của tác phẩm này để cho anh chị nhà mình cân đối không gian trưng bày tác phẩm anh chị nhá. Tác phẩm mã số 1 có chiều cao là 45, chiều ngang là 65 và chiều sâu là 23. Và em sẽ quay mặt sau để cho anh chị nhà mình nhìn tổng thể của tác phẩm đấy ạ. Một tác phẩm được bên em chế tác hoàn toàn là thủ công và làm tứ diện anh chị nhá. Từng những cái đường nét này, mặt sau cũng như mặt trước làm rất là chi tiết luôn ạ.
Anh chị nhà mình theo dõi video ngày hôm nay, nếu ưng tác phẩm này thì hãy liên hệ với bên em, comment là mã số 1 đấy chị nhá. Và sang với mã số 2 trong video ngày hôm nay, đó là một tác phẩm Phật Di Lặc Tam Phúc Ngồi Tùng ạ. Cũng được bên em chế tác trên chất liệu đó là gỗ ngọc am và cũng PU cho anh chị nhà mình để bảo vệ gỗ rồi ạ. Và với tác phẩm này của em thì có chiều cao là 84, chiều ngang là 46 và chiều sâu là 30 chị nhá. Cụ Di Lặc ngồi dưới một gốc tùng rất là cổ thụ này. Đấy ạ, những cái tán tùng thì đều được các bác thợ bên em làm rất là chi tiết anh chị nhá. Làm cực kỳ là kênh bong luôn ạ. Trên thân tùng thì có làm rõ những cái phần mấu mắt này. Đấy ạ, thể hiện cho một cái cây tùng rất là cổ thụ luôn. Cây tùng thì trong phong thủy có ý nghĩa là trấn giữ tài lộc. Có ý nghĩa đó là trấn trạch trừ tà anh chị nhá. Xua đuổi những cái luồng khí xấu và đem lại vượng khí tốt cho gia chủ nhà mình này. Và với tác phẩm này thì bên em chế tác là 3 tiểu đồng. Đó là Di Lặc Tam Phúc ạ. 3 tiểu đồng tượng trưng cho là phúc lộc thọ anh chị nhá. Đấy ạ, với một cái tác phẩm mà được bên em chế tác bố cục rất là cân đối và hài hòa này. Và bên tác phẩm này thì bên em cũng chế tác thêm một cái linh vật trong phong thủy, đó là cụ cốc thiềm thừ đấy ạ. Cái chiêu hút cũng như là trấn giữ một cái bao tiền tài lộc rất là lớn cho gia đình nhà mình này. Đấy, dáng ngồi của cụ Di Lặc thì rất là khoan thai, rất là thoải mái chị nhá. Bụng thì to, thể hiện cho những cái tài lộc cũng như là sự lo ấm đầy đủ này. Và trên cổ của cụ thì đeo một chuỗi tràng hạt này, với những cái viên tràng hạt được bên em bo rất là tròn này. Hay là cái phần khánh này ạ, chế tác rất là kỹ lét và cực kỳ là sắc nét anh chị nhá. Tác phẩm mã số 2 có chiều cao là 84, chiều ngang là 46 và chiều sâu là 30. Và trong video ngày hôm nay thì em đã xin được giới thiệu tới quý anh chị nhà mình hai tác phẩm Phật Di Lặc với hai mẫu Di Lặc cùng chế tác trên chất liệu là gỗ ngọc am. Anh chị nhà mình tham khảo hai tác phẩm này của bên em, nếu thấy ưng ý và phù hợp với không gian nhà gia đình nhà mình thì hãy ủng hộ bên tượng cô đẹp Phúc Tấn bên em ạ. Liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại đó là 0389 889968 để em gửi hình ảnh chi tiết và tư vấn cụ thể hơn cho anh chị nhà mình nhé. Em cũng xin cảm ơn tất cả các bác luôn theo dõi và ủng hộ tượng ngôi đẹp Phúc Tấn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị nhà mình trong những cái video tiếp theo.